Với mọi người đây là cây nhãn nha. Cây nhãn đang rất là nhiều hoa. Nhưng mà đồng với nghĩa với nhiều hoa thì nó lại rất là nhiều bọ xít. Đây cái con bọ xít nhãn này này. Nó mà đái thì coi như là cháy da luôn nha bà con nhá. Đó, con bọ xít nhãn đấy. Thấy không? Đây con bọ xít nhãn này đấy. Trứng con này nó đẻ thì tổ trứng nó khiếp luôn. Mình tìm xem có chỗ nào có cái tổ trứng. Cái trứng của trứng nha, con bọ xít này nói thật sự là bóp, tay bóp nó không vỡ nhá. Tay bóp nó không vỡ. Đấy, người xem. Đây này, đây một cặp này. Đấy. Đôi bọ xít này nó đang làm tình nhá. Đang làm tình để nó đẻ trứng đấy. Đấy, nhìn thấy sơ sơ thấy một số con. Đấy, kia đôi này lại đôi này đang làm tình. Ôi, chấu đít với nhau. Đấy. Những con ở trên cao là bắt nó cũng rất là sợ vì sợ nó ngước mắt lên là nó đái. À đây đôi làm tình nữa này. Rất rõ nhá. Đấy, thấy không? Người nhìn thấy rõ nói chưa? Đó, rất là mất dạy. Đó. Nhìn cái đít nó dính với nhau kìa. Đấy, đít nó dính với nhau kìa. Xong nó đẻ trứng, nó nở một đống con luôn. Trứng của nó cũng tròn tròn như cái hoa nhãn này này. Trứng tròn tròn như hoa nhãn này. Đấy, mình để xem. Bọn này rất mất dạy. Đấy. Để đi xem xung quanh cậy này nhá. Xem nó có tổ trứng nào quay cho mọi người xem. Trứng thì nó thường là nó ở dưới cái lá. Nó để dưới cái lá nên đi tìm hơi khó. Đấy, bây giờ mình sẽ đi bắt. Bắt bọn này để nướng. Bắt nướng ăn nhé. Rồi bây giờ tiến hành đi bắt để nướng nhá. Bởi vì cái bọn này là nó đái ra rất là sót và nó cháy da mình, cho nên là mình đi bắt mình phải có sử dụng găng tay này. Con này găng tay này. Để bắt con này đầu tiên nhá. Đó, được rồi. Nó đái đấy. Cho vào hộp. Cho vào hộp một con. Trên cành kia là hơi cao. Vừa bắt đầu tiến hành nướng bọ xít nhá. Lửa đang cháy nọ. Cho nó vào. Đấy, đấy. Đấy. Nướng bọ xít bằng rơm nhá. Đấy, đang xèo xèo thơm chưa? Đấy. À, thơm chưa? Thơm chưa? À. Đấy. Thóc này. Rơm thóc. Bỏng. 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 Ngon. Đấy, này, chín chưa? Đấy, cho lên đây thêm.
Tròn đầy thêm cho chị. Đây, tròn đầy thêm cho chị nhé. Đây. Đó. Những con lùi lồi đít này. Lồi đít. Ngon chưa? Xịt nướng nha. Thơm lắm rồi. Wow. Thơm quá. Chín rồi, còn đây chín rồi. Lấy cho thêm tí rơm nữa. Lấy thêm tí rơm nữa đốt. Đấy, rơm. Cho thêm tí rơm nữa. Cho chín. Ngon. Bọn bọ xít này nó phá hại mùa màng nhá, phá hại cây nhãn, nên chúng ta phải tiêu diệt bọn nó đi. Bắt đây, quá chảy quá, chảy quá này người ta, ôi cho thêm tí mà cháy ngay, thêm tí lửa. Đấy, con này vàng quá. Ngon quá. Ôi cháy hết à. Ôi. Ôi. Cháy hết. Ôi. Nhanh nhé. Vèo hết cháy hết luôn. Con này còn được à. Được, ăn được. Thơm lắm. Thơm lắm cả nhà. Giòn thơm quá. Thơm, bùi. Cháy hết rồi. Được mỗi con này. Mỗi con này. Bùi quá. Bùi thơm. Hết rồi. Đây cây nhãn này nhá cả nhà nhá. Bọ xịt nướng ăn rất là thơm. Đó. Cây nhãn mình đang rất là nhiều hoa này.
Đó. Bọn bỏ xít đấy. Bỏ xít lúc nãy vừa bắt này. Đó. Thấy không? Nhiều lắm kìa. Lúc này rụng nó rơi xuống đây. Rung. Rung nó rơi xuống. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn cả nhà.